Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Trong chuyên mục An ninh Kon Tum hôm nay, kính mời quý vị và các đồng chí theo dõi phần tin về công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng lực lượng và tình hình an ninh trật tự trong thời gian qua. Phần cuối của chuyên mục là phóng sự, bản án dành cho những kẻ vận chuyển trái phép chất ma túy. Sau đây là nội dung chương trình. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh, trong những ngày qua, các đơn vị, công an các huyện, thành phố của tỉnh đồng loạt ra quân mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Theo đó, các đơn vị, công an các huyện, thành phố đã đồng loạt ra quân vào ngày 15 tháng 12 năm 2020, tập trung cao độ lực lượng, phương tiện phục vụ tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Tại Công an thành phố Kon Tum, đơn vị đã huy động nhiều lực lượng tham gia đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đẩy mạnh công tác điều tra, khám phá các vụ án, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh đồng loạt ra quân nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm như đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng, đặc biệt là tình trạng vận chuyển các loại hàng hóa trái phép vào địa bàn để tiêu thụ trong dịp Tết như pháo, các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc. Trên tuyến giao thông, chủ động nắm chắc tình hình, đảm bảo tốt an ninh trật tự, không để xảy ra các tình huống đột xuất bất ngờ, bảo vệ an toàn tài sản nhà nước, tính mạng, tài sản công dân, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, để nhân dân vui xuân đón Tết an toàn lành mạnh. Các lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đang hoàn tất thủ tục để khởi tố đối tượng Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1986, quê quán tỉnh Cao Bằng, nơi ở hiện nay tại tỉnh Sê Công Lào, về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Trước đó, vào lúc 3 giờ 20 phút ngày 15 tháng 12 năm 2020, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Kon Tum phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, Đoàn Đặc nhiệm Miền Trung, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã phát hiện tại khu vực cột mốc 792 biên giới Việt Nam-Lào, thuộc thôn Ệt, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, một đối tượng đi bộ từ hướng Lào về Việt Nam, mang trên người một túi vải màu đen có biểu hiện nghi vấn. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận là Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1986, quê quán tỉnh Cao Bằng. Gói chất rắn trong túi vải của đối tượng là ma túy đá vận chuyển từ Lào về Việt Nam để bán kiếm lời. Qua giám định, cơ quan chức năng kết luận gói chất tinh thể rắn trên là chất methamphetamine có trọng lượng gần 1 kg. Hiện vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Tòa Nhân dân tỉnh Kon Tum mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản xảy ra tại xã Đắc Rơ Nga, huyện Đắc Tô, tỉnh Kon Tum. Trước đó, Tòa Nhân dân huyện Đắc Tô đã mở phiên tòa lưu động xét xử công khai đối tượng Trần Văn Chiến cùng 15 đồng phạm trong vụ án hình sự vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản xảy ra tại tiểu khu 277, xã Đắc Rơ Nga, huyện Đắc Tô. Kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Tòa Nhân dân huyện Đắc Tô đã tuyên phạt Trần Văn Chiến 9 năm tù giam, Lương Văn Trung, Vũ Minh Tuân 8 năm tù giam. Các đối tượng còn lại bị tuyên phạt từ 3 đến 6 năm tù giam về hành vi vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản. Sau đó, 8 trên 16 bị cáo đã có đơn kháng cáo xem xét giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, tại phiên tòa xét xử phúc thẩm, các bị cáo không cung cấp thêm tình tiết chứng cứ mới. Tòa Nhân dân tỉnh Kon Tum không chấp nhận kháng cáo của 8 bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm của Tòa Nhân dân huyện Đắc Tô đã tuyên trước đó.